Hello anh em nha. Hôm nay có dịp em qua quay xem cho anh em xem. Đấy, đang đi kéo luôn ha. Đất thì khô thì mày tưới hơi nước. Mình tháng 3 nha anh em. Belarus xe máy nha, kéo thùng 5 mét. Này mà. Hồi đó luôn ruột Liên Xô luôn á. Đó bán là cho Hoàng Anh. Bán Hoàng Anh có 4 triệu. Nó tuồn rồi. Mẫu à.
chi viện thêm con Belarus 805, 802 nha anh em. Một chiếc chắc không hết. Xe du lịch chở công. Mày còn lên láng. Xe có tải, bắt đầu có tải ha anh em. Trên xe thì nó khoảng 8-9 tấn mì. Đâu rồi, sập. Rồi. Đi không nổi anh em ạ. Cắt quá sâu. Sâu quá. Nó nhiều rồi ha nè. Quá căng. Ủa, thấy vậy mà xuống sâu, sâu dưới ta. Xuống móc thôi. Ừ. Chú quay là bụi gai kìa ông nội, không chú quay. Bữa ra không quay đó, cắt quá sâu anh em ơi, đụng mụ. Đưa con 802 vô hỗ trợ ha anh em. Mùa này thì nói chung nó không đến nỗi sập, nó cắt thôi. Tại đám này tưới á, chỗ tưới nó tưới cho mềm để nhỏ nè, tưới 2 ngày nó thấm cũng đất nó cũng hơi mềm.